cái anh Tý nó hồi máu hồi mana đúng nhanh luôn á thầy. Ừ. Tăng tất cả mọi chỉ số thêm 80 rồi thêm 50 chứ rồi.
sao nghĩ sao giết tôi vậy bạn? Hỏi cái mùa đông rồi, hỏi đồ mất hết rồi. Đang đi lấy những cái này. Ai? Giết mấy con này. Quá luôn. Chứ đi chiến cuối cùng không? Đập bài đàn ghê luôn. Mấy con này mới ghê. Mấy con này mới kinh nè. Nó đâu giết không? Chứ không giết đâu. Giết đập mình như con lẻ. Sao nãy nhìn mình không giết tao? Nó ăn cắp được ba quả trứng đó nè. Giết được ba con. Mấy năm mấy giờ? Cái cục. Gì? Mấy con chân dại à? Nó là con chim mà chân dài, gọi chim chân dài đi. Ơi cái thằng nó sợ cặp gì á, trời hai hơn gần liên tục luôn, đù hai con lúc luôn. Đi tới. Wow. Hên quá, nó đập heo vô, nó đập mình. 390, có cái bộ đỏ hàng gì. Nó bị ngu. Trời bắn con tay kìa. Mình nghĩ đi. Cái mã mà mày nhớ hoài luôn nha con, cái mã. Nó chơi tao ao nó sâu quá, tắm chơi chị vô chậm hết luôn. Đúng rồi đâu. Biết cũng vậy luôn. Giờ biết dễ hơn.